Nam Bộ vẫn đang trong đợt mưa nhiều và kéo dài. Mời quý khán giả cùng kết nối với chị Hồng Dao. Thời tiết chiều nay và những ngày tới sẽ như thế nào chị? Dạ, mến chào chị Mỹ Ngọc và quý vị khán giả. Sang ngày hôm nay, một số nơi ở miền Tây Nam Bộ thì đã có mưa sớm từ buổi sáng. Quý vị có thể quan sát trên ảnh mây, chúng ta sẽ thấy mây ẩm đã và đang gây mưa cho một số nơi như An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Trà Vinh và cả Bến Tre. Đây chủ yếu là những cơn mưa rào nhẹ do mây chưa phát triển mạnh. Đến chiều và tối nay, khi mà mây sẽ phát triển trên diện rộng và mạnh, khiến cho mưa to hơn và xuất hiện ở hầu khắp khu vực Nam Bộ. Cảnh báo sẽ có những nơi mưa to với lượng trên 70mm, không loại trừ có thể đi kèm với cả lốc xoáy, sấm sét và gió giật mạnh nguy hiểm. Quý vị nên hạn chế ở ngoài đường khi mà thấy mây đen kéo đến gây mưa, đề phòng bị sét đánh hoặc là dông lốc quật đổ cây cối vào người. Còn về nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay, dự báo tại thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác của khu vực miền Đông Nam Bộ sẽ là từ 32 đến 33 độ, trời sẽ khá nóng do có nắng. Còn đối với khu vực miền Tây Nam Bộ thì hầu khắp các thành phố bao gồm cả Phú Quốc sẽ không vượt quá ngưỡng 31 độ, trời dịu mát. Trong đó đối với thành phố Cần Thơ, thời tiết cũng khá là dễ chịu và dự báo nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay sẽ không vượt quá ngưỡng là 30 độ. Cộng với thêm gió mùa Tây Nam thổi mạnh khiến cho bầu không khí ở đây càng trở nên thoáng đãng hơn. Xin được chuyển sang thời tiết biển. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Kiên Giang cảnh báo tiếp tục xuất hiện mưa dông, đề phòng đi kèm với cả lốc xoáy, sấm sét và gió giật mạnh. Còn đối với vùng biển từ Bình Thuận cho tới Cà Mau thì có gió cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, biển động.